Mặc dù chưa được nghiệm thu bàn giao cho chủ đầu tư, nhưng dự án chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc, Hải Phòng với số vốn lên tới hơn 1.400 tỷ đồng đã có dấu hiệu sụt lún. Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng xác nhận có việc sụt lún tại vỉa hè công trình chỉnh trang dự án sông Tam Bạc và cho biết đơn vị thi công đang xử lý vấn đề này. Cũng theo ông, công trình hiện vẫn chưa nghiệm thu, bàn giao nên trách nhiệm thuộc đơn vị thi công, UBND quận sẽ kiểm tra chặt chẽ đến khi đảm bảo chất lượng mới nghiệm thu. Được biết, đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Hải Phòng, có quy mô 253.686,8 m², nằm trên phạm vi các phường Hạ Lý, Phạm Hồng Thái, Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, với 13 gói thầu bao gồm các hạng mục nạo vét lòng sông, kè bê tông cốt thép hai bên bờ sông, cải tạo hè, đường Thế Lữ và đường Tam Bạc.